Ngôi nhà khang trang hoành tráng ít ai biết của vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không chỉ có không gian rộng lớn mà khu vườn nhà của nghệ sĩ Hồng Vân Tuấn Anh còn trồng rất nhiều cây xanh. Hồng Vân Tuấn Anh là cặp vợ chồng khiến bao người ngưỡng mộ về mối tình đẹp bền chặt. Cả hai từng yêu nhau rồi chia tay, sau đó mỗi người có một cuộc sống riêng, nhưng cuối cùng họ vẫn quay trở về chung sống với một mái nhà. Ngôi nhà của nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh ở thành phố Hồ Chí Minh khá rộng rãi và đặc biệt có một khu vườn đẹp trồng nhiều cây xanh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sống trong căn nhà khang trang cùng ông xã và các con. Được biết Hồng Vân rất yêu thích cây xanh nên không gian ngôi nhà của cô được trồng rất nhiều hoa. Mỗi lần bạn bè đến chơi đều mê mẩn cảnh đẹp ở khu vườn này. Ngôi vườn nhà Hồng Vân bao phủ toàn cây xanh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng nhiều lần khoe dinh thự trên trang cá nhân của mình. Ngôi nhà vô cùng khang trang và rộng rãi. Đây là nơi mà Hồng Vân thường xuyên chiêu đãi bạn bè những bữa tiệc thân mật. Quyền Linh là một trong những khách mời thường xuyên có mặt tại nhà Hồng Vân. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sinh năm 1966, là một trong những tên tuổi gạo cội sân khấu kịch phía Nam, chị cũng là người có công trong việc đưa kịch bước vào giai đoạn hoàng kim.